Vô tình là hôm nay là ngày sinh nhật mình, và để kỷ niệm ngày đặc biệt này thì như đã hứa mình sẽ trả lời một số những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình ở trên hai cái bài đăng của mình trên YouTube và Facebook. Thì để trả lời được nhiều câu hỏi, mình sẽ chỉ lựa ra những cái câu hỏi nào mà nó dễ trả lời, nó không có mất quá nhiều thời gian. Còn những cái câu hỏi nào mà nó trả lời nó quá dài dòng thì mình sẽ để lại, có thể là mình sẽ làm những cái video riêng về cái vấn đề đó trong tương lai. Trước khi trả lời thì mình cũng muốn nói luôn, đây không phải là một cái video hướng dẫn, tại vì hồi xưa mình đã từng làm cái dạng video trả lời câu hỏi như này, nhưng mà cũng có một số bạn là kiểu không có nhìn tiêu đề, tưởng đâu là video hướng dẫn thì vào cũng có chửi mình là nói nhiều mà không có dạy gì. Cái câu hỏi thứ nhất là cái câu hỏi của bạn Duy, thì cái câu này là mình thấy cũng có phần đúng mà nó cũng có phần sai. Về cái phần sai, tức là những người này do là chưa có tiếp xúc với những cái bộ môn nghệ thuật, cho nên là người ta cứ mặc định đâu là một cái thứ sinh ra thì phải được sử dụng đúng cái mục đích của nó thì mới là ok, còn những cái mục đích sử dụng khác đều là phí phạm, là nhảm nhí. Giống như mình hồi xưa là từng mua mấy cái cây bút họa cụ về, ví dụ như là cây này, để mà mình lấy bỏ cái ống mực, mình lấy cái thân đó, thì có mấy ông vẽ thì mấy ông cũng nói là chớ cái này màu tươi mực đẹp, cái kiểu vẽ ra đẹp, mày lúc cậu bỏ cái ống mực còn gì là cây bút nữa, mày điên hả? Đó thì mình cũng giải thích là mục đích của mình là mua về để mà lấy cái thân, thì mình cứ làm đúng cái mục đích của mình, nó sẽ không có cái gì gọi là phí phạm cả khi mà mình khai thác được cái cây bút. Còn mà mình để cái ống mực thì mình thấy cái đó mới là phí phạm, tại vì mình đâu có biết vẽ đâu, khi đó mình mua về lúc mình chưng. Cho nên là mình thấy là việc mua một cây bút về để quay nó không có gọi là phí phạm, tại vì các bạn đang khai thác cái cây bút ở một cái phương diện khác ngoài cái chức năng chính của nó là viết. Về cái phần đúng thì mình thấy là nhiều bạn đầu tư cũng hơi gắt thiệt, mới chơi chưa có biết gắn bó được lâu dài mà cũng chưa có tập được tới đâu, nhưng mà đầu tư những cái cây 800-900 ngàn cả triệu bạc về cũng chỉ để lắc lắc cho vui thôi, chứ cũng không có làm gì, sưu tập thì cũng không có sưu tập cho nó nghiêm túc, mà quay thì cũng không có quay được đó. Cho nên là mình thấy là nó cũng khá là phí phạm. Mình biết là nhiều bạn đa số là không phải là mua bằng tiền của mấy bạn, cho nên là mình nghĩ là khi mà bị nói như vậy thì các bạn cũng phải nên xem xét lại là bản thân mình đã tiêu tiền nó hợp lý hay chưa. Cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Đừng Nhìn Mình. Bạn này hỏi rất là dài nhưng mà bạn này không có cho mình nhìn, cho nên là mình không có trả lời được. Cái câu tiếp theo là cái câu của bạn Trọng Đức Nguyễn. Thì cái câu này là nếu mà các bạn có nhiều thời gian rảnh, các bạn chưa có bận cái việc gì nhiều, đặc biệt là những bạn nào đang học cấp 2, cấp 3, thì mình nghĩ là các bạn nên tranh thủ các bạn tập đi, tại vì sau này là các bạn sẽ không có còn giờ để mà các bạn tập được nhiều môn như vậy nữa đâu. Cái thời gian tập thì mình tập cái trò này hơn 8 năm, nhưng mà hồi xưa là không có clip hướng dẫn, cho nên là những cái trick mà bây giờ các bạn chỉ cần lên mạng là các bạn có hướng dẫn, thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để mà mình suy nghĩ về cái cách tập. Có hai cách để trở thành một pro spinner trong một thời gian ngắn, đó là em tập 24 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần. Cái cách thứ hai đó là em đi ngủ sớm. Cái cách để mà tách ngón út ra khỏi áp út thì mình có thể tập đơn giản là tập những cái kỹ thuật, ví dụ như là Tictionic hoặc là Sonic ngay ở vị trí ngón út, hoặc là Pass cũng được, đó như này. Hoặc là mình tập riêng ở phần tay thì mình có thể là chụm ba ngón tay đầu lại và mình tách cái ngón út ra như này, đó. Hoặc là gập xuống như này, đó. Đó, tập từ từ nó quen, cái này là phải mất thời gian chứ không có làm liền được. Vì sao mình lại đặt tên cái kênh của mình là như vậy? Thì hồi xưa là lớp mình có cái trào lưu là kêu thằng này thằng kia bằng tên con này con kia, thì tụi nó kêu mình là con mèo đó, thì mình cũng tính dùng cái chữ mèo đó để mình đăng ký cái tài khoản trên diễn đàn Facebook hồi xưa đó. Thì xui cho mình là lúc mà mình đăng ký thì thằng quỷ nào đặt tên là con mèo trước đó rồi, cho nên là mình phải dịch cái chữ con mèo thành chữ Neko đó. Rồi sau đó mình lại dùng cái chữ Neko đó để mà mình tính đăng ký là cái tên cho cái kênh của mình, thì bà mẹ nó xui thêm lần nữa đó là cái Neko đó là bị trùng đó, cho nên là mình phải nghĩ ra một cái gì đó nó dị dị cho nó không có bị trùng đó, thì mình mới đổi chữ Neko là thành chữ Oken đó. Còn chữ Akachan dịch ra có nghĩa là em bé, tức là nguyên cụm nó có nghĩa là bé mèo, còn cái chữ Oken là mình chỉ đặt để cho nó không có bị trùng thôi. Cái việc dùng bút nặng thì nó cũng không có liên quan gì lắm tới cái việc lên tay, nó liên quan tới việc là em muốn đi theo cái hướng nào thôi. Ví dụ như là em muốn đi theo cái hướng mà nó hất hất bay bay lên thì nên dùng cái bút nó hơi nặng nặng tí, để mà khi mà nó rời khỏi cái tay thì nó sẽ có cái chớp để mà nó quay. Còn mà nếu mà em xác định là em muốn quay nhẹ nhàng thì cũng không có cần phải dùng bút nặng làm gì, tại vì có nhiều người người ta combo rất là khủng, nhưng mà cái cây bút cũng bình thường thôi, cũng không có cần phải nặng. Cái lý do mà mình thích cái trò này thì thực ra là nó, cái thích nó nằm ở trong máu rồi, nó không có giải thích được, chỉ cần lại gần là nó tự nó hút vô thôi. Với lại càng lớn là mình càng thích cái tính chất của cái trò này. Cái trò này bản chất của nó là không có phát ra âm thanh ồn ào,
nó không có gây ảnh hưởng tới những người xung quanh mình, là mình thích cái điều đó. Nó không có giống như là guitar hay là pentapping nó phải tạo ra cái âm thanh thì đôi khi là mọi người sẽ khó chịu. Còn cái trò này là nó yên lặng, trừ khi nào mà các bạn làm gớt nhiều thôi. Tôi thách ông thumb around ở dạng úp tay. Đây là để ngang nè, đây là để úp nè. Về cái vấn đề sáng tạo thì thực ra là nó cũng ok thôi, vì đây là một cái bộ môn nghệ thuật đó, và nghệ thuật thì nó đòi hỏi phải có sự sáng tạo. Nhưng mà các bạn trước khi sáng tạo, các bạn cần phải nắm được những cái quy tắc, quy luật của cái trò này đó. Các bạn phải sáng tạo dựa trên cái nền là những cái đó, tại vì đó là những cái người ta phát triển qua bao nhiêu năm rồi, nó không thể nào mà đi ngược lại được, nó không có phá vỡ được đó. Nhiều bạn là sáng tạo mà thoát ly khỏi cái đó, như các bạn đi ngược lại cái đó thì đó là mất thời gian cho các bạn, và nó là cái bước lùi chứ không phải là cái bước tiến. Ví dụ như là các bạn quấn dây xích lên mod, hay là các bạn chế ra những cái trick mà nó còn không ra được một cái trick nữa, thì cái đó là không phải là các bạn đang sáng tạo, mà là các bạn đang làm mất thời gian thôi. Các bạn cần phải làm cho nó đúng những cái quy tắc của cái trò này. Nếu mà mình có gia đình với lại công việc thì đương nhiên là mình sẽ chọn gia đình với công việc, chứ làm sao mình chọn cái trò này được các bạn. Bây giờ không có tiền sao mà nói chuyện đam mê được các bạn. Cái trò này là nó không có mở lớp ở Việt Nam, vì đây không phải là một cái trò lớn, nó chưa có thu hút được cái lượng người chơi đông đảo, và nó không có nhận được cái sự ủng hộ của người lớn đó. Vì ở những cái thành phố lớn thì may ra là các bạn còn có cái lượng người chơi nó hơi đông đông tí, chứ mà những cái thành phố nhỏ nhỏ, ví dụ như là thành phố của mình, đâu chắc lèo tèo tầm 2-3 mạng chơi. Mở lớp thì đóng chắc tầm 100.000 tháng là cùng, chưa kể chuyện dạy 2-3 bữa mẹ nó qua, mẹ nó đốt cái lớp, mày dạy hư con tao. Ok, và đó là một số những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình. Còn những cái câu hỏi mà nó quá dài thì mình sẽ để lại để mà mình làm những cái video hướng dẫn riêng, những cái video chia sẻ riêng. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.